Rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật đá tống ngang nha. Kỹ thuật đá tống ngang nó có 4 biến. Thì hôm nay mình sẽ tập 4 biến của đá tống ngang nha. Biến đầu tiên là biến lướt chân lên đá. Cái chân của mình lướt lên, tức là chân trụ của mình sát mặt đất, không rời khỏi mặt đất, không phải là nhảy nhá, mà là lướt chân lên. Lướt cái chân này lên. Đấy, lướt chân chứ không phải là nhảy lên. Nhiều bạn này nhảy lên như thế này là trụ của mình là nó sẽ mất thăng bằng, dễ bị té. Nên anh em nhớ lướt cái chân lên đã. Cái biến thứ hai là biến bước qua gót chân. Bước qua cái gót chân của mình này, bước qua. Bước qua. Đá. Bước qua gót chân. Đá. Đó là biến số 2, biến số 3 là bước lên cái mũi chân. Rồi, đá. Giống như là đối thủ này đang ở đây, người ta bước qua đây. Như là đối thủ mình đang đây, nhưng mà người ta di chuyển đến đây thì mình sẽ bước về phía trước của mình đá. Còn đá ở gót chân thì ví dụ đây đây, đối thủ mình là ở đó, nhưng mà người ta di chuyển sang đây thì mình phải bước qua gót chân mình đá. Nên là nó có biến là như vậy. Biến tiếp theo nữa là biến số 4. Biến số 4 thì giống như vậy này. Mình tấn công người ta mà nó đá bằng cầu, người ta né được thì mình sẽ đạp. Cái đòn này là đòn biến số 4 này. Đá bằng cầu trượt này, chuyển qua đá này. Đó là 4 biến trong một kỹ thuật mà có 4 biến. Thì anh em tham khảo thêm nữa nha. Rồi anh vào. Có nhìn thế này. Bố chỉ làm một lần thôi.